mình sống không phải là để kiếm tiền nhiều. Mình sống không phải là, tại vì thật ra một ngày mình có giàu hơn hay là mình có nổi tiếng hơn đi chăng nữa thì những cái đó mình cũng không có cầm theo khi mà mình ra đi được. Mình chỉ có là làm sao mà để cho người ta nhớ mình hoài. Cái mà mình không ai sinh ra và biến mất, mình sinh ra là để mình cất vào trong lòng của nhau thôi. Thì nó là cái mà Khoa được học ở giáo lý nhà Phật. Cái bước ngoặt lớn nhất chắc là lúc mà ba Khoa mất, là trong thời gian gần đây nhất, là khoảng một năm nay, là do Khoa đi ra đường, Khoa lo quay game show giải trí, Khoa lo quay kiếm tiền, Khoa lo làm những cái để mà mình nổi tiếng hơn, làm những cái để cho tạo dấu ấn. Tại sao mình phải giả gái, tại sao mình phải làm những cái mà đóng giang hồ đồ này nọ, thì cứ tạo dấu ấn, cứ tạo điểm nhấn hoài. Nhưng mà tự nhiên sau khi ba Khoa mất thì nó làm Khoa chững lại. Khoa phải nhìn lại Khoa coi, à, Khoa muốn làm cái gì, muốn tìm cái gì, hay muốn lo cho ai. Tại vì hầu như là một nửa quê hương của mình đã mất rồi, là Khoa chỉ còn mẹ thôi. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.